bánh kẹo trên này khá nhiều. Dạ. Đây, bánh kẹo quà Tết khá nhiều nha. Bánh kẹo quá nhiều. Khoảng 7-8 giờ là đông lắm. Quà nè mọi người thấy không? Quá tươi, bánh kẹo nè. Đông. Bán đồ trưng Tết quá nhiều luôn rồi. Đồ trưng Tết. Hai bên đường luôn nha. Bán rất nhiều. Đủ thứ loại luôn. Chiều rồi bà con số người đi chợ, số người đi mua cái đồ trang trí Tết mọi người. Rất là nhiều. Dạ Vương xin chào mọi người nha. Dạ hiện tại thì em đang có mặt tại chợ Thủ Dầu Một nha mọi người. Đó thì giờ này cũng là 4 giờ mấy chiều rồi mọi người. Thì hôm nay cũng là đầu tháng 2 luôn. Thì em sẽ chia sẻ đến mọi người dòng hết chợ Thủ Dầu Một dịp cận Tết này như thế nào nha. Đó thì mời quý cô chú anh chị theo chân em để xem hết video này như thế nào nha. Đó thì thông qua em cũng xin chúc đầu năm mới, em cũng xin chúc cho tất cả mọi người có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý nha. Năm mới luôn thành công nha mọi người nha. Ok, còn bây giờ mọi người theo chân em để xem hết video này như thế nào nha mọi người nha. Ok, let's go mọi người. Giờ này em đi cũng xế chiều mọi người. 4 giờ 4 hơn rồi. Đây thì chợ này bà con lúc nào cũng nhộn nhịp hết luôn rồi. Hầu hết năm nào em cũng đến chợ này mua đồ với lại quay chia sẻ đến mọi người nha. Chiều rồi cũng đông lắm mọi người. Thấy cũng đông cũng như năm rồi mọi người. Bà con cũng mua đồ tấp nập đó nè. Thấy không? Mua đồ tấp nập luôn. Hai bên đường bán đồ trưng Tết khá là nhiều mọi người. Còn khoảng hơn một tuần nữa nha, khoảng 7 ngày nữa là đúng 30 Tết nha mọi người nha. Bữa hai bữa nó đưa ông táo rồi. Hai bên đường bán đồ trưng Tết khá là nhiều luôn. Giờ này là bà con chuẩn bị dọn đồ ra để mà bán mọi người, bán buổi tối á. Quá nhiều luôn rồi. Đồ trưng Tết. Hai bên đường luôn nha. Bán rất nhiều. Đủ thứ loại luôn. Xuống khúc dưới đây là tấp nập bà con luôn. Chiều rồi bà con số người đi chợ, số người đi mua những cái đồ trang trí Tết mọi người. Rất là nhiều luôn.
dễ thương. Xuống đây là Phúc, dưới đây là bán đồ ăn. Càng về tối xíu là khoảng tới 7 giờ mọi người. Càng về tối xíu là càng đông nữa nha. Chợ này buổi tối đông lắm. Thường đi vào buổi tối khoảng 7 giờ. 7 giờ, sao mấy 7 giờ mọi người. Đi cũng đi là xe chạy qua không lọt luôn á. Cái đường này nè. Năm rồi thì em đi quay buổi trưa trời nắng, năm nay thì đổi lại đi buổi chiều nha. Ồ, xe sau lưng khá là đông, đi phải né mọi người. Quán quá khứ à, chợ thứ một này thì bà con đi chợ rất là nhiều luôn, vì dưới đây bán đủ thứ loại luôn người. Em ở nơi nào có xuống tới đây là xuống tới Mỹ là tới chợ cá nha. Cá bên phải là bán đồ khô nè mọi người, còn xuống tốt cái dưới kia là chợ cá nha. Khô nè. Đó, mọi người thấy không? Đủ thứ loại khô luôn. Thơm khô nè, đủ thứ loại luôn. Thơm khô nè, quá trời cá, đủ thứ hết trơn mọi người. Bên đây thì bán đồ đây thì bà con mới dọn ra mọi người, buổi chiều này bắt đầu bà con dọn ra bán đến 7-8 giờ tối. Nước tương, xì dầu, bánh kẹo gì đủ thứ hết. Bà con đang chuẩn bị dọn ra để ăn bữa tối nha. Kéo xe ra mọi người thấy không? Chuẩn bị đợi bán cho buổi tối, 7 giờ đến 8 giờ. 9 giờ tối bán cực kỳ đông. Ăn bánh, ăn nhiều thứ. Đây là bề ngoài nha mọi người. Còn phía trong chợ Nhà Lồng là phía bên kia riêng nữa nha. Lớn đi một vòng khá là xa luôn. Cô kia mới nói trời hôm nay cũng buồn vì trời âm u. Đây bà con phía khúc trên này dọn ra sẵn hết. Bán đủ thứ loại luôn. Lên đây tới khúc mà giày dép, một khúc trên là quần áo.
vòng vòng dài quá mọi người, đi nãy giờ khá là mỏi chân. Xíu em đi vòng qua bên chợ hoa kế bên đây nè, kế bên chợ Thu Dương một luôn rồi. Có chợ hoa ở dưới gần mé sông Bình Đằng đó mọi người. Em quay chia sẻ đến mọi người nữa nha. À, mọi người nhớ theo dõi nha, còn nhiều lắm mọi người ơi. Xíu còn qua chợ hoa quay cho mọi người xem nữa. Bán quá nhiều luôn. Đầu giờ này bà con nó đầu chuẩn bị bán tới 7-8 giờ tối, đông lắm. Người còn dài nha mọi người nhớ đón xem nha. Em sẽ đi lên khúc trên để em đi vòng qua bên phía bên chợ hoa nha. Vòng ở phía bên chợ hoa quay cho mọi người xem nha. Bên kia chợ hoa cũng khá lớn á. Năm nay không biết bà con buôn bán làm sao đây. Để mình đi ở bển mình xem như thế nào nha. Mời mọi người đi xem luôn nha mọi người nha. Đi qua chợ hoa nha mọi người. Kế bên đây thôi. Lên khúc trên này quay hết khúc trên này cho mọi người xem cái. Lên khúc trên này quay cho mọi người xem rồi mới bắt đầu mình đi qua bên chợ hoa quay nha. Năm rồi thì em có quay chợ hoa đó. Cũng quá trời luôn, bông hoa đầu các kiểu đủ thứ. Năm nay bên đó không biết làm sao. Để giờ mình lên xe mình đi qua bển nha mọi người, xem bên đó như thế nào nha. Đồ bán nè, bà con bây giờ chuẩn bị đi mua đồ đó mọi người. Đây tới tối khoảng 7-8 giờ là đông lắm mọi người. Bánh kẹo cái này khá nhiều. Dạ. Đây, bánh kẹo quà Tết khá nhiều nha. Bánh kẹo quá nhiều. Khoảng 7-8 giờ là đông lắm. Quà nè mọi người thấy không? Quá hư. Rồi bánh kẹo nè. Đông. À, ok, giờ mình đi qua vườn hoa nha mọi người nha. Qua xem bên đó như thế nào nha. Đây mọi người, thì em vừa vào chợ hoa nha mọi người. Ủa, hôm nay cũng khá khá. Bông hoa cũng nhiều quá. Hôm nay năm con rồng, hai rồng. Như năm rồi thôi mọi người. Trong đây là khu vui chơi nữa nè. Hai bên cũng là khu vui chơi nè. Năm rồi ở đây bán hoa nhiều hơn khu vui chơi. Năm nay thì khu vui chơi mở rộng hơn mọi người. Nên là bán hoa chỉ là cặp bên lề đường thôi, không có sâu trong đây.
thấy tấp nập hết trơn. Quay quay qua tới 6 mấy 7 giờ đầu bà con đi chợ công nhân về á, đi sắm đồ Tết cực kỳ đông luôn. Hôm qua mình đã đi ngang đây một lần rồi thấy khá đông, đi bữa 6 7 giờ tối 6 mấy. Trước mặt của chợ Thủ Dầu Một có mấy bạn nữ mặc áo dài chụp hình khá đẹp. Cô bên đây cũng chụp hình nè, khá nhiều hình. Đây, giờ đi ra đây mọi người. Nhà thờ Phú Cường trước mặt mọi người đó. Đây là nhà thờ Phú Cường nha mọi người. Em chạy vòng chia sẻ đến mọi người nha. Đó. Thì video em là chỉ có nhiêu đó mọi người. Thì mong mọi người like cũng như đăng ký kênh ủng hộ em nha. Đó, thì bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha mọi người nha. Ok, tại em đang chạy xe mọi người, khá là nguy hiểm nha. Rồi, ok. Bye bye mọi người.